thêm một mẫu áo thun kiểu mới về để phục vụ các chị yêu nha. Mẫu này là có màu vàng và màu đen ha. Màu vàng là dạng như màu vàng trung bình ha, mặt không kén da, không sợ, da trắng da sạm gì mặt cũng được nha. Kiểu cổ của nó là cổ tim và ở đây có xẻ nhẹ một tí nha. Thích nhất là nó có cái logo nhỏ xíu bé bé xinh xinh rất là đẹp, chữ lớn ha, có một chút hạt lấp lánh luôn nha. Thích nhất là cái thun nữa nè. Trời, cái thun nó lúc nãy mặc vào cảm giác mát rồi rượi luôn nha. Cái thun là 95% cô tâm và lại co giãn cực kỳ, thích luôn nè. Các bạn xem được co giãn wow đã chưa đó, cho nên mặc lên form vừa đẹp và vừa thoải mái vừa dễ chịu luôn nha. Hàng về là có size XL và giá của mẫu này là 235.000 nha. Hàng này là hàng chất thun cao cấp ha. Phía sau của nó và kiểu trơn đơn giản nha, các bạn có thể phối với lại quần dạ váy của shop nè đó. À, đồ thun các bạn đừng nghĩ là chỉ phối với quần riêng ha, các bạn có thể phối với những chiếc quần dạ váy của shop ha. Mặc như vậy đóng thùng mặc xả form cũng rất là đẹp nha, mặc đi học đi làm đi chơi đều được.